Tài à? Hòa tan chiết xuất ha. Tài chiết xuất là quá trình dùng dung môi thích hợp để hòa tan và tách các chất ra khỏi phần không tan của dược liệu. Vậy thì trong dược liệu có nhiều chất, cái dung môi mà chúng ta dùng á, nó chỉ hòa tan được một số chất thôi chứ không phải là hòa tan được tất cả các chất. Vậy thì bây giờ mình nghiên cứu ha, mình xem là mình muốn chiết cái chất nào trong dược liệu thì mình dùng dung môi thích hợp để làm sao mình hòa tan được những cái chất đó ha. Và mình hòa tan nó xong rồi mình kéo nó ra khỏi cái phần không tan của dược liệu thì đó là cái quá trình chiết xuất ha. Và chiết xuất là cái quá trình hòa tan không hoàn toàn hay là hòa tan có chọn lọc. Vì sao nó lại là hòa tan không hoàn toàn? Bởi vì là trong dược liệu thì có nhiều chất, dung môi mà chúng ta dùng nó chỉ hòa tan được một số chất thôi chứ không phải là hòa tan được tất cả các chất trong dược liệu. Tại sao nó lại là hòa tan có chọn lọc? Bởi vì là chúng ta chọn cái dung môi để nó hòa tan được nhiều cái chất mà chúng ta muốn, ít hoặc là không hòa tan cái chất mà chúng ta không muốn, để cái dịch tiết thu được nó ít tạp và chúng ta dễ xử lý. Đây là sơ đồ của quá trình hòa tan chiết xuất. Dược liệu được phân chia tới kích thước phù hợp, sau đó chúng ta đổ cái dung môi thích hợp vào, sau đó thì chúng ta tiến hành chiết xuất. Rồi sau khi mà chiết xuất đó, sau khi mà chúng ta ngâm rồi chúng ta chiết thì mình sẽ thu được cái dịch chiết và cái phần không tan gọi là bã. Rồi vậy thì trong cái dịch chiết mà chúng ta thu được nó sẽ chứa những gì? Đó là hoạt chất, các chất hỗ trợ và tạp chất. Mặc dù là chúng ta không muốn lấy tạp chất nhưng mà trong dược liệu thì nó cũng có nhiều tạp chất, có những cái tạp mà nó tan được vào trong dung môi đó. Cho nên bên cạnh hoạt chất và các chất hỗ trợ là những cái chất mà chúng ta muốn lấy thì nó cũng có tạp chất trong dịch chiết nhá. Rồi bây giờ chúng ta mới tiến hành xử lý. Xử lý tức là chúng ta loại đi tạp chất. Rồi sau đó chúng ta sẽ xác định phân lập thì chúng ta có thể là tách được từng chất nhá. Hoặc là chúng ta thêm một số cái kỹ thuật bào chế thì chúng ta sẽ thu được những cái dạng bào chế, những cái chế phẩm được điều chế bằng cái quá trình hòa tan chiết xuất. Đó là cao thuốc, cồn thuốc, độ thuốc. Đó. Và hòa tan chiết xuất là cái quá trình hòa tan không hoàn toàn. Chúng ta tìm hiểu một số khái niệm dịch chiết. Dịch chiết là dung môi chứa chất tan. Chất tan có thể là hoạt chất, chất hỗ trợ, tạp chất nhé. Rồi hoạt chất là những chất có tác dụng điều trị, ví dụ như là những cái hoạt chất trong dược liệu như là alkaloid, glycosid, tannin, tinh dầu, saponin, vân vân. Tạp chất là những chất không có tác dụng điều trị, ngoài ra nó còn gây khó khăn cho quá trình bảo quản và chiết xuất. Vậy thì trong dược liệu có tạp chất gì? Đó là đường, pectin, gôm, chất nhầy. Rồi bã là cái phần mà nó không tan vào dung môi, là cái phần dược liệu sau khi mà chúng ta đã chiết hết hoạt chất. Vị trí và vai trò của quá trình hòa tan chiết xuất thì hòa tan chiết xuất là giai đoạn đầu tiên của quá trình bào chế các chế phẩm từ dược liệu. Chúng ta muốn bào chế các chế phẩm từ dược liệu thì chúng ta phải dùng quá trình chiết xuất để lấy hoạt chất ra khỏi dược liệu. Sau đó chúng ta mới tiến hành các bước tiếp theo. Thì chúng ta mới thu được những cái chế phẩm đi từ dược liệu. Hòa tan chiết xuất là giai đoạn đầu tiên của quá trình nghiên cứu để tách, phân lập, xác định và tinh chế các chất từ dược liệu. Chúng ta muốn biết là trong dược liệu có những chất gì, chất đó nó có tác dụng như thế nào thì đầu tiên chúng ta cũng phải kéo nó ra khỏi dược liệu rồi chúng ta mới nghiên cứu tiếp được. Mục tiêu của quá trình chiết xuất đó là lấy được tối đa hoạt chất và các chất hỗ trợ vào dịch chiết, giữ lại tối đa tạp chất trong bã dược liệu để cái dịch chiết thu được nó chứa ít tạp chất, chúng ta dễ xử lý. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta phải tìm được cái loại dung môi thích hợp, phương pháp chiết xuất thích hợp, thời gian chiết xuất phù hợp để làm sao chúng ta lấy được tối đa hoạt chất, hạn chế tạp chất và tiết kiệm được dung môi, thời gian, nguyên liệu. Phân loại quá trình chiết xuất.
Thì chúng ta có thể phân loại quá trình chiết xuất theo 3 cách. Thứ nhất đó là dựa vào dung môi mà chúng ta dùng. Dung môi có thể là nước, cồn, dầu, ete. Phân loại theo phương pháp điều chế, phương pháp ngâm, hầm, hãm, sắc, ngấm kiệt. Hay là phân loại theo cái dạng thuốc mà chúng ta thu được. Đó là cao thuốc, dịch chiết đậm đặc, cồn thuốc, rượu thuốc hay là thuốc chế phẩm mới. Thì hòa tan chiết xuất được phân loại theo 3 cách như vậy. Nguyên liệu dùng để chiết xuất thì bao gồm có dược liệu và dung môi. Dược liệu thì có thể là thực vật hoặc là động vật. Dược liệu sau khi thu hái cần phải được xử lý và làm khô. Sau khi thu hái chúng ta xử lý, đó là chúng ta loại đi tạp chất, đất cát, hoặc là loại bỏ đi những cái phần hư, hoặc là loại bỏ đi những cái phần mà chúng ta không sử dụng. Ví dụ như là chúng ta chỉ dùng đó là phần thân và phần rễ, vậy thì nếu lá nó lẫn vào chúng ta loại đi. Rồi sau đó thì làm khô. Mục đích của việc làm khô đó là để chúng ta loại bớt nước đi, loại nước đi, để mình bảo quản được lâu hơn, bảo quản được lâu hơn. Rồi để cho cái dược liệu nó nhẹ hơn, chúng ta dễ dàng đóng gói vận chuyển, để cái hàm lượng hoạt chất nó được cô đặc hơn. Đó. Rồi, và lưu ý nếu như mà dược liệu chứa những cái men làm phân hủy hoạt chất thì chúng ta cần phải loại men trước khi làm khô, bởi vì là khi mà mình làm khô thì mình sẽ dùng nhiệt độ, và nhiệt độ nó thường là xúc tác cho những cái men này nó hoạt động mạnh. Men này là men phân hủy hoạt chất, nó hoạt động mạnh thì nó sẽ phân hủy hoạt chất, làm giảm cái hàm lượng hoạt chất. Cho nên mình cần phải diệt men, loại bỏ men trước khi làm khô. Dược liệu cần phải đạt tiêu chuẩn được quy định trong dược điển hoặc là được quy định trong các tài liệu chuyên môn. Và nếu như mà dược liệu nó chứa các hoạt chất độc thì chúng ta cần phải định lượng hàm lượng dược chất. Đây là dược liệu có nguồn gốc từ động vật này và có nguồn gốc từ thực vật này. Đây động vật, đây con rắn đang ngậm con bò cà. Và dung môi, dung môi để chiết xuất cần phải đáp ứng các yêu cầu sau. Đó là dễ thấm vào dược liệu, bởi vì nó thấm được vào trong dược liệu thì nó mới hòa tan được các chất ở trong dược liệu được. Và phải có tính hòa tan chọn lọc, nghĩa là nó hòa tan tốt những cái chất mà mình cần, không hoặc ít hòa tan những cái chất mình không cần, để dịch chiết thu được nó ít tạp, nó trơ về mặt hóa học, tức là nó không phản ứng với các chất, nó là không là gây tủa các chất, không làm thành phẩm có mùi có vị lạ, dễ bay hơi khi cần cô đặc. Sau khi chúng ta thu dịch chiết xong thì mình thường là cô để cho dịch chiết nó đậm đặc. Vậy thì chúng ta dùng những cái dung môi dễ bay hơi thì mình chỉ cần cô ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn. Còn nếu như mà dung môi khó bay hơi, mình phải cô trong thời gian dài, nhiệt độ cao thì nó có thể ảnh hưởng tới hoạt chất. Ít độc, ít gây cháy nổ, rẻ tiền, dễ kiếm. Đó. Vậy thì không có cái dung môi nào mà đáp ứng tất cả những cái điều kiện này được. Cho nên tùy vào cái điều kiện thực tế, tùy vào cái chất mà mình muốn chiết, mình lựa chọn cái phun dung môi phù hợp nhất là được rồi. Tại các dung môi dùng để chiết xuất thì có nước, ethanol, glycerin, dung môi hữu cơ và dầu thực vật. Thì trong các loại dung môi này thì người ta thường dùng nhiều nhất là ethanol. Khi mà các bạn học dược liệu đó, các bạn thấy là khi mà mình chiết xuất là mình thường là dùng ethanol. Đó. Dung môi nước thì chúng ta có thể dùng các loại nước như là nước cất, nước khử khoáng, nước mềm. Tức là đặc điểm chung của các loại nước này là không có các ion, hay là những cái loại nước này đã được loại đi các ion. Bởi vì nếu như mà chúng ta không loại đi những cái ion thì các ion nó có thể là tạo ra tủa, nó kết hợp với hoạt chất và tạo ra tủa. Đó. Cho nên chúng ta dùng những cái loại nước mà đã được loại đi các ion, đó là nước cất, nước khử khoáng, nước mềm. Ưu điểm của dung môi nước thì nó có độ nhớt thấp, sức căng bề mặt nhỏ, cho nên nó dễ ngấm vào trong dược liệu. Khả năng hòa tan cao các chất thân nước, bởi vì nước là dung môi phân cực, nên nó hòa tan tốt chất phân cực, hay còn gọi là chất thân nước, và rẻ tiền, dễ kiếm.
Tuy nhiên nước nó không phải là cái dung môi phổ biến dùng trong chiết xuất. Vì sao? Vì cái khả năng hòa tan rộng. Tức là bên cạnh những cái chất mà chúng ta cần, nó hòa tan tốt những cái chất mà chúng ta cần, thì nó lại cũng hòa tan tốt những cái tạp chất mà chúng ta không cần, làm cho cái dịch chiết nước nó nhiều tạp và chúng ta phải tiến hành loại tạp rất là khó. Nhược điểm nữa đó là dung môi nước là cái môi trường cho vi khuẩn nấm mốc phát triển, cho nên dịch chiết nước không bảo quản được lâu. Ví dụ như là bạn pha một bình trà chẳng hạn, mà mình dùng nước nóng mình pha trà, đó là mình đang chiết xuất đó. Nhưng mà bình trà mình pha hôm nay thì ngày mai mình không uống được, nó đã bị hư rồi. Đây, nhiệt độ sôi của nước cao, cho nên cái dịch chiết nước khó cô đặc. Và nước thì nó gây thủy phân một số hoạt chất. Chính vì những cái nhược điểm này cho nên nước nó ít được dùng. Ethanol, bây giờ ta xem tại sao ethanol lại thường được dùng nhé. Ethanol có khả năng hòa tan chọn lọc. Và cái khả năng chọn lọc này nó tùy thuộc vào cái độ cồn. Chúng ta sẽ pha những cái dung dịch cồn có nồng độ khác nhau để phù hợp để chiết xuất những cái hoạt chất khác nhau. Như vậy cái dịch chiết ethanol nó sẽ ít tạp hơn là cái dịch chiết nước. Rồi, ethanol có thể tan trong nước với bất kỳ tỷ lệ nào. Cho nên mình có thể pha được những cái dung dịch cồn có nồng độ từ nhỏ cho tới lớn để phù hợp với những cái hoạt chất khác nhau. Ở nồng độ lớn hơn 20%, ethanol có vai trò bảo quản. Nên cái dịch chiết ethanol bảo quản được lâu. Ví dụ như là mình ngâm cái bình rượu thuốc ở nhà chẳng hạn. Mình có thể để từ năm này qua năm khác. Nhưng mà mình ngâm bằng dung môi nước thì chỉ cần để qua ngày hôm sau là nó hư rồi. Nhiệt độ sôi của ethanol thấp, vì vậy cái dịch chiết ethanol dễ cô đặc. Rồi, ngoài ra nó còn làm đông vón một số chất, như là nó làm đông vón gôm pectin chất nhầy. Đó. Vậy thì gôm pectin chất nhầy là những cái tạp chất mà nó lại bị vón trong ethanol, và khi mà nó vón lại thì chúng ta dễ dàng loại bằng cách hay là chúng ta để lắng, sau đó chúng ta gạn hoặc là chúng ta lọc thì chúng ta loại được những cái tạp đó. Và ethanol nó không làm dược liệu bị trương nở. Ethanol thì nó không làm trương nở dược liệu giống như nước. Khi mà mình cho nước vào trong dược liệu, nó sẽ làm cho dược liệu bị trương nở lên. Và khi dược liệu bị trương nở thì nó có thể cản trở cái quá trình chiết xuất. Mà ethanol thì lại không làm dược liệu bị trương nở. Và chúng ta có thể thêm axit vào trong ethanol để làm tăng cái khả năng chiết xuất. Nhưng mà ethanol cũng có nhược điểm, đó là nó dễ gây cháy nổ và nó có độc tính. Chúng ta sẽ dùng những cái dung dịch cồn có nồng độ khác nhau để phù hợp với các dược chất khác nhau. Ví dụ để chiết xuất những cái chất dễ tan trong nước, chúng ta dùng những cái dung dịch cồn thấp độ từ 30 đến 60%. Tại sao những chất dễ tan trong nước chúng ta không dùng nước? Bởi vì nước nó có những cái nhược điểm mà chúng ta vừa phân tích ở trên. Đúng không? Đó là nó làm cho dược liệu bị trương nở, và cái dịch chiết nước thì có nhiều tạp. Dịch chiết nước thì không bảo quản được lâu, dịch chiết nước thì khó cô đặc. Đó. Vậy thì những cái chất dễ tan trong nước chúng ta sẽ dùng dung dịch cồn thấp độ, tức là cái nồng độ nước ở trong đó nó giảm đi, thì cái khả năng hòa tan nó sẽ chọn lọc hơn, dịch chiết thu được ít tạp hơn. Sau khi thu được dịch chiết chúng ta dễ cô đặc hơn.
và nó có khả năng bảo quản được lâu hơn. À, để chiết xuất alkaloid glycosid thì chúng ta dùng ethanol 70%. À, chiết xuất tinh dầu nhựa thơm thì dùng cồn cao độ 80 đến 90%. Và chiết xuất những chất dễ bị thủy phân trong nước thì dùng ethanol gần như là tuyệt đối. À, tức là 90 đến 95%. Tức là cái lượng nước ở trong này còn rất là thấp để nó hạn chế sự thủy phân hoạt chất. Nên cái bảng này các bạn nhớ nhé. Rồi, dung môi thứ ba là glycerin. Thì glycerin cũng ít được dùng. Vì sao? À, vì nó có độ nhớt cao. Và độ nhớt cao thì nó khó thấm vào trong dược liệu. Và nó cũng khó cô đặc. Rồi, vậy thì glycerin thường được dùng để phối hợp với nước ethanol để tạo thành một cái hỗn hợp để chiết xuất tannin. Trong cái trường hợp đó là người ta phối hợp glycerin với nước ethanol để tạo thành hỗn hợp dung môi, chứ người ta cũng không có dùng glycerin riêng rẽ nhé. Vậy thì các bạn nhớ cho cô, ví dụ người ta hỏi để chiết xuất tannin thì dùng cái gì, thì dùng hỗn hợp dung môi nước ethanol glycerin. Dầu thực vật thì dùng để chiết những cái hoạt chất mà kém phân cực, ví dụ như là chiết tinh dầu, chiết chất béo đó, thì chúng ta mới dùng tới dầu thực vật. Còn những cái chất còn lại thì người ta không dùng. Vì sao? Thì dầu thực vật nó cũng có cái độ nhớt cao nên là nó khó thấm vào trong dược liệu, và ngoài ra nó còn dễ bị oxy hóa. Dễ bị oxy hóa đó. Vậy thì dầu chỉ dùng để chiết xuất tinh dầu, chất béo. Và các bạn lưu ý cho cô này, khi mà dùng dầu để chiết thì chúng ta dùng phương pháp hầm, và tại sao chắc nữa chúng ta phân tích tiếp nhé. Bây giờ các bạn cứ đánh dấu lại để mình nhớ thôi. Đó. Là dầu thì dùng để chiết xuất những cái chất thân dầu. Và nhược điểm đó là nó có độ nhớt cao, dễ bị thủy phân và dễ bị oxy hóa. Cơ sở lý luận của quá trình chiết xuất thì các bạn đọc nhé. Đọc. Các yếu tố ảnh hưởng tới cái quá trình chiết xuất thì chúng ta có những yếu tố sau, đó là về dược liệu ha. Dược liệu tùy thuộc vào cái cấu trúc và độ mịn của dược liệu thì nó sẽ cho cái hiệu suất chiết xuất khác nhau. Ví dụ như là dược liệu, nếu như mà chúng ta phân chia thô tức là kích thước dược liệu nó lớn thì cái hiệu suất chiết xuất nó sẽ thấp. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phân chia quá mịn thì nó chiết được nhiều hoạt chất nhưng tạp chất nó cũng tan được vào trong dung môi. Cho nên cái dịch chiết thu được nó lại chứa nhiều tạp. Vậy thì chúng ta cần phải nghiên cứu để phân chia dược liệu tới cái độ mịn phù hợp. Về dung môi thì tùy thuộc vào cái bản chất dung môi, tỷ lệ dung môi và dược liệu, rồi pH và sự có mặt của chất diện hoạt thì nó sẽ cho cái hiệu suất chiết xuất khác nhau. Thì hồi nãy chúng ta đã phân tích rồi. Ví dụ như là dung môi là nước, là cồn, đó là những cái dung môi phân cực thì nó sẽ chiết tốt những cái chất phân cực, hay là dầu là dung môi không phân cực thì nó lại chiết tốt những cái chất không phân cực. Vậy thì tùy thuộc vào cái chất mà chúng ta muốn chiết, chúng ta lựa chọn cái dung môi phù hợp. Tỷ lệ dung môi và dược liệu thì lượng dung môi mà càng nhiều thì chúng ta sẽ càng chiết được nhiều hoạt chất. Nhưng mà chúng ta càng cho nhiều dung môi càng tốt phải không? Thì không phải, bởi vì là hàm lượng hoạt chất nó có giới hạn, đúng không? Nếu như mà bạn thêm nhiều dung môi vào bạn chiết thì tới một lúc nào đó hoạt chất nó sẽ hết đi, và bạn cứ tiếp tục thêm dung môi vào thì bạn chỉ chiết được tạp chất thôi đó. Cho nên cái tỷ lệ dung môi và dược liệu chúng ta phải nghiên cứu để làm sao mình dùng cái tỷ lệ phù hợp để mình chiết được là hoạt chất nhiều nhưng mà tiết kiệm được dung môi, hạn chế tạp chất. pH có những cái hoạt chất nó tan tốt trong pH kiềm nhưng mà những cái hoạt chất nó tan tốt trong pH axit. Ví dụ như bạn muốn chiết alkaloid chẳng hạn thì bạn phải cho axit vào trong dung môi.
để chuyển alkaloid dạng bazơ thành dạng muối thì bạn mới chiết được nhiều. Hay là sự có mặt của chất diễn hoạt, thì chất diễn hoạt nó làm cho dung môi dễ ngấm vào trong dược liệu và làm cho cái khả năng hòa tan của hoạt chất nó tăng lên. Cho nên sự có mặt của chất diễn hoạt thì nó sẽ làm tăng cái hiệu suất chiết xuất. Nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng phải dùng chất diễn hoạt. Bởi vì là chất diễn hoạt nó cũng có nhược điểm trong cái bài dung dịch chúng ta đã nói rồi. Đó là nó tạo cho cái dịch chiết có mùi vị lạ. Tạo cho dịch chiết có mùi vị lạ. Hay là nó làm cho cái tạp chất nó tan được vào dung môi cũng nhiều. Cho nên dịch chiết nó có nhiều tạp. Và chất diễn hoạt thì nó lại tạo bọt. Kỹ thuật chiết xuất thì kỹ thuật chiết xuất gồm các yếu tố đó là nhiệt độ, thời gian và sự khuấy trộn trong quá trình chiết. Thì thông thường khi chiết nếu như mà chúng ta tăng nhiệt độ thì cái sự hòa tan nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng dùng nhiệt độ để chiết xuất, bởi vì là tùy thuộc vào cái hoạt chất, xem là hoạt chất nó có bền với nhiệt hay không, hoạt chất nó có dễ tan vào trong dung môi trong cái thời gian ngắn hay không. Đó. Rồi, thời gian chiết xuất thì thời gian chiết mình để cái thời gian dài thì mình sẽ chiết được nhiều, nhưng mà không phải là càng dài càng tốt, đúng không? Bởi vì tới một lúc nào đó thì hoạt chất nó cũng đã tan hết rồi. Nếu như mình vẫn cứ kéo dài cái thời gian chiết thì mình chỉ chiết được tạm thôi, vừa mất thời gian, vừa tốn thời gian, mà cái hiệu quả, cái chất lượng của dịch chiết nó lại không cao. Hay là sự khuấy trộn, thì khi mà chúng ta khuấy trộn thì sẽ làm cho các chất nó dễ tan hơn. Thì mình có thể khuấy bằng cách là mình cho cây đũa vào mình khuấy, hoặc là mình lắc cái bình thì làm cho các hoạt chất nó dễ dàng khuếch tán hơn, dễ tan hơn. Bây giờ ta qua các phương pháp chiết xuất. Các phương pháp chiết xuất thì gồm có phương pháp ngâm và phương pháp ngấm kiệt. Phương pháp ngấm kiệt thì còn gọi là ngâm nhỏ giọt. Trong phương pháp ngâm thì có ngâm phân đoạn, ngâm lạnh, hầm, hãm, sắc. Phương pháp ngấm kiệt thì có ngấm kiệt cổ điển và ngấm kiệt cải tiến. Và bây giờ chúng ta đi vào phương pháp thứ nhất là ngâm. Thì đây là sơ đồ của phương pháp ngâm. Dược liệu được phân chia tới kích thước phù hợp. Sau đó chúng ta cho dung môi vào và ngâm. Trong quá trình ngâm có khuấy trộn, lưu ý cho cô nhé, có khuấy trộn. Và chúng ta lưu ý để tí nữa chúng ta phân tích, chúng ta so sánh với cái phương pháp đó là phương pháp ngấm kiệt. Trong quá trình ngâm thì mình có khuấy trộn. Ví dụ như ở nhà bạn ngâm cái bình rượu, thỉnh thoảng bạn lắc thì đó là khuấy trộn. Rồi, hoặc là mình cho đũa vào mình khuấy thì đó là khuấy trộn. Sau quá trình ngâm thì mình thu lấy cái dịch chiết. Rồi. Vậy thì tùy theo nhiệt độ ngâm mà phương pháp ngâm được chia thành ngâm lạnh, hầm, hãm, sắc. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Người ta chia phương pháp ngâm thành ngâm lạnh, hầm, hãm, sắc là dựa vào nhiệt độ ngâm. Đó. Thời gian ngâm sẽ phụ thuộc vào từng loại dung môi. Nếu chúng ta dùng dung môi là nước thì thời gian ngâm không thể nào mà kéo dài được, không quá 48 giờ. Còn nếu mình ngâm với dung môi là cồn chẳng hạn thì tùy thuộc vào cái độ cồn. Nếu như mà độ cồn mà nó thấp thì mình cũng chỉ ngâm trong vòng vài ngày, nhưng nếu độ cồn nó cao thì mình có thể ngâm vài tháng hoặc là vài năm ha. Đó. Rồi, ngâm phân đoạn, ngâm phân đoạn. Ngâm phân đoạn nghĩa là gì? Ngâm phân đoạn nghĩa là ngâm nhiều lần, mỗi lần với một phần dung môi. Và lượng dung môi, chất lượng dịch chiết thu được sẽ nhiều hơn ngâm một lần. Lượng chất chiết được nhiều hơn ngâm một lần. Và lượng dung môi các lần sau ít hơn lần trước. Số lần ngâm, thời gian ngâm thì tùy thuộc vào loại dược liệu. Và bây giờ cô dừng lại cho các bạn đọc lại, sau đó cô sẽ phân tích nhé. Hãy
Ngâm nhiều lần, có nghĩa là mình sẽ cho dược liệu vào trong dụng cụ ha, vào trong cái bình ngâm. Sau đó dung môi mình sẽ chia ra thành nhiều phần. Ví dụ như là bạn có 10 lít dung môi, bạn chia ra làm 3 phần. Một phần là 5 lít, phần 3 lít, một phần 2 lít. Lần đầu tiên bạn đổ 5 lít vào bạn chiết. Sau đó mình thu lấy dịch chiết lần thứ nhất. Lần thứ hai bạn đổ vào 3 lít bạn chiết. Và lần thứ ba bạn đổ vào 2 lít bạn chiết. Vậy thì dược liệu có bao nhiêu mình cho vào một lần, nhưng mà dung môi thì mình chia ra làm nhiều phần, và mỗi lần thì mình sẽ cho một phần dung môi vào để mình chiết. Vậy thì lưu ý nhé, thứ tự như sau này. Lần đầu tiên mình sẽ cho nhiều dung môi, và những lần sau thì cái lượng dung môi nó sẽ giảm xuống, bởi vì cái lần đầu tiên thì hàm lượng dược chất nó đang còn nhiều, cho nên mình cho nhiều dung môi vào. Lần sau thì cái lượng dung môi nó sẽ giảm dần, để mình thu được hoạt chất nhưng mà ít tạp chất đó. Số lần ngâm, thời gian ngâm thì tùy thuộc vào loại dung môi đó, thì mình có thể ngâm 2 lần, 3 lần hay là 5 lần thì tùy thuộc vào cái loại dược liệu. Thì đó là ngâm phân đoạn. So sánh giữa ngâm phân đoạn với ngâm một lần thì cái lượng dược chất chiết được nó sẽ nhiều hơn so với ngâm một lần. Rồi, các phương pháp ngâm khác đó là ngâm lạnh, hầm, hãm, sắc. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh các phương pháp này nhé. Mình so sánh về nhiều cái yếu tố. Và yếu tố thứ nhất đó là dược liệu. Dược liệu dùng trong phương pháp ngâm lạnh hay là những cái dược liệu nào được ngâm lạnh thì đó là những cái dược liệu mà chứa hoạt chất dễ tan trong dung môi hoặc là dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Hoạt chất nó dễ tan trong dung môi thì chúng ta chỉ cần ngâm ở nhiệt độ thường là được rồi. Bạn lưu ý cho cô nhé, ngâm lạnh nghĩa là ngâm ở nhiệt độ thường chứ không phải là ngâm chúng ta ngâm ở nhiệt độ lạnh đâu nhé. Ngâm lạnh là ngâm ở nhiệt độ thường. Ví dụ như là ở nhà mình ngâm rượu á, đó là ngâm lạnh nhé các bạn. Thì ngâm lạnh tức là ngâm ở nhiệt độ thường. Thì ngâm lạnh được áp dụng cho những cái dược liệu mà chứa hoạt chất dễ tan trong dung môi. Bởi vì là nó dễ tan cho nên chúng ta chỉ cần chiết ở nhiệt độ thường là được rồi. Hoặc là nó phù hợp cho những cái dược liệu mà chứa dược chất dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Bởi vì là dược chất dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao nên mình không dùng nhiệt độ để chiết xuất được, mà mình phải chiết xuất ở nhiệt độ thường. Rồi, phương pháp hầm. Hầm này không phải là giống như hầm xương đâu nhé các bạn. Nó khác với hầm xương nhé. Phương pháp hầm là chúng ta chiết xuất ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thường nhưng thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi. Đó. Còn hầm xương á, hầm xương là mình chiết ở nhiệt độ sôi đó các bạn, sôi trong thời gian dài. Vậy thì phương pháp hầm áp dụng cho những cái hoạt chất mà tan ở hoạt chất ít tan ở nhiệt độ thường nhưng mà dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Bởi vì là nó khó tan ở nhiệt độ thường nhưng mà nó lại dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, cho nên chúng ta chỉ dùng cái nhiệt độ hơi cao để chiết xuất thôi. Tức là cái nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thường nhưng lại thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi. Nhiệt độ là từ khoảng 40 đến 50 độ C. Cần phương pháp hãm. Hãm thì nó giống như là hãm trà, các bạn hãm trà ở nhà ha. Thì chúng ta đun sôi dung môi, sau đó mình đổ vào dược liệu và mình chiết. Đó. Thì phương pháp hãm được áp dụng cho những cái dược liệu mỏng manh chứa những cái hoạt chất tan nhanh vào dung môi ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Ví dụ như là lá hoặc là cánh hoa. Phương pháp sắc thì áp dụng cho dược liệu dừa rắn chắc chứa hoạt chất mà ít bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Dược liệu rắn chắc tức là cần phải đun trong cái thời gian dài. Đun trong thời gian dài thì dung môi nó mới ngấm vào trong dược liệu và hòa tan các chất trong dược liệu được. Tuy nhiên dược liệu này nó cũng phải chứa các chất mà bền với nhiệt thì chúng ta mới đun trong thời gian dài được. Ví dụ như mình sắc thuốc đó các bạn. Rồi, cái yếu tố thứ hai đó là so sánh về mặt ứng dụng. Phương pháp ngâm lạnh được dùng để hòa tan các chất nhựa, chất chậm tan trong dung môi.
ngâm lạnh, chúng ta ngâm ở nhiệt độ thường, ngâm trong thời gian dài vài tháng, cho nên nó phù hợp với những cái chất mà chậm tan trong dung môi, tức là chúng ta ngâm trong thời gian dài cho nên đủ cái thời gian để nó tan được vào dung môi. Phương pháp hầm dùng cho những cái dung môi có độ nhớt cao, ví dụ như là dầu thực vật. Hồi nãy khi mà cô nói tới dung môi là dầu thực vật, cô yêu cầu các bạn là đánh dấu lại. Khi mà chúng ta dùng dung môi là dầu thì phương pháp chiết đó là hầm. Vì sao? Bởi vì nếu chúng ta chiết bằng phương pháp ngâm lạnh, tức là chiết ở nhiệt độ thường, thì dầu nó có độ nhớt cao, khó thấm vào trong dược liệu. Nhưng chúng ta chiết bằng phương pháp hãm hoặc là sắc, hãm hoặc sắc chúng ta tức là chúng ta đun sôi dung môi thì dầu nó lại bị oxy hóa. Cho nên với dung môi là dầu thì chúng ta chiết bằng phương pháp hầm, tức là chiết ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thường nhưng thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi, để cho cái độ nhớt của dầu nó giảm xuống, nó dễ thấm vào trong dược liệu và dầu nó không bị oxy hóa, ít bị oxy hóa. Phương pháp hãm dùng để điều chế những cái dung dịch thuốc, những cái dịch chiết để làm chất dẫn. Còn phương pháp sắc dùng để điều chế những cái thuốc uống cao thuốc. Dung môi phù hợp cho phương pháp ngâm lạnh đó là hỗn hợp ethanol nước. Mình có dùng nước được không các bạn? Không nhé. Bởi vì là ngâm lạnh tức là chúng ta ngâm trong thời gian dài. Nếu như mà mình dùng nước thì không thể ngâm trong thời gian dài được, cho nên phải dùng hỗn hợp ethanol nước. Phương pháp hầm thì thích hợp cho những cái dung môi có độ nhớt cao như là dầu thực vật. Phương pháp hãm và sắc thì phải dung môi phải là nước. Đó. Phương pháp hãm và sắc có thể dùng dung môi là cồn được không? Không. Bởi vì là trong phương pháp hãm và sắc là mình đun sôi dung môi. Mà khi mà mình đun như vậy á, nếu mình dùng cồn thì nó sẽ bay hơi. Cồn cái rất là dễ bay hơi và bay hơi rất là nhanh. Cho nên mà hãm và sắc thì không dùng cồn được. Nhưng mà hãm và sắc có dùng dầu thực vật được không? Thì cũng không. Bởi vì là mình đun sôi dung môi, nếu như mà dầu mà mình đun thì nó sẽ bị oxy hóa. Về tiến hành, cách tiến hành thì chúng ta trong phương pháp ngâm lạnh sẽ mình ngâm nhiều ngày, ngâm nhiều ngày ở nhiệt độ thường. Còn phương pháp hầm là mình ngâm ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi nhưng mà cao hơn nhiệt độ thường, ở khoảng 40 đến 60 độ C. Phương pháp hãm là mình đun sôi dung môi, sau đó mình đổ vào trong dược liệu và mình ngâm. Trong quá trình ngâm thì mình không đun nữa nhé. Ở nhà bạn pha trà làm sao thì hãm là như vậy. Đun sôi nước đổ vào trong cái bình trà. Mình ngâm 15 đến 30 phút rồi mình rút. Mình rót cái dịch chiết ra mình uống. Phương pháp sắc thì mình đổ dung môi vào trong dược liệu và mình đun sôi trong một cái thời gian khoảng vài tiếng. Thì sắc thuốc như thế nào thì phương pháp sắc như vậy. Thì đó là những cái điểm khác nhau. Điểm khác nhau của các phương pháp ngâm. Và bạn lưu ý cho cô, người ta chia phương pháp ngâm lạnh, người ta chia phương pháp ngâm thành ngâm lạnh, hầm, hãm, sắc, chủ yếu là dựa vào nhiệt độ ngâm. Ngâm lạnh thì được tiến hành ở nhiệt độ thường, hầm thì được tiến hành ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thường nhưng thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi, còn hãm, sắc thì chúng ta chiết ở nhiệt độ sôi của dung môi. Qua phương pháp ngấm kiệt. Ngấm kiệt đó là cái quá trình chiết xuất mà dung môi nó chảy rất chậm qua dược liệu. Nguyên tắc đó là dược liệu luôn được tiếp xúc với dung môi mới và nó tạo được cái sự chênh lệch nồng độ hoạt chất. Vì vậy cái khả năng hòa tan của hoạt chất nó cao hơn, cho nên cái dịch chiết thu được nó sẽ chứa nhiều hoạt chất hơn, chiết kiệt được hoạt chất. Đây là cái bình ngâm, cái bình ngấm kiệt nhé, cái bình ngấm kiệt. Cái bình ngấm kiệt nó có hai dạng, đó là hình trụ và hình nón. Thì ở nhà mình pha cà phê đó các bạn, pha cà phê thì cái bình cái phiên pha cà phê nó có dạng là hơi là hình trụ, hơi là hình nón nhé. Nó cũng không phải là hình trụ mà nó cũng không phải là cái hình nón rõ ràng mà nó chỉ là hơi là hình nón thôi. Thì bình ngấm kiệt nó có hai dạng, đó là bình hình trụ và bình hình nón.
Bình hình trụ và bình hình nón thì mỗi loại nó có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Đây. Ví dụ này, ví dụ. À, với cái bình hình trụ. Bình hình trụ đó là miệng bình và đáy bình. Đáy bình. À, nó có bề rộng là bằng nhau. Thì cái bình này nó có ưu điểm đó là cái miệng nó nhỏ. Cái miệng nó nhỏ cho nên mà hạn chế được sự bay hơi của dung môi. Rồi, thứ hai nữa đó là dung môi nó chảy đều, nó thấm đều vào cái phần dược liệu cả ở gần thành bình và cả ở giữa bình. Khi mà mình đổ dung môi vào thì nó thấm đều vào trong dược liệu như thế này. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó đó là bởi vì cái miệng của nó nhỏ cho nên mà khi mà mình muốn tháo dược liệu ra, mình đổ cái bã ra thì khó tháo dược liệu. Rồi, bởi vì cái miệng nó nhỏ cho nên khi mà mình muốn nạp dược liệu vào thì mình cũng khó nạp. Khó nạp dược liệu, khó tháo dược liệu. Đó. Rồi, còn cái bình hình nón. Thì bình hình nón thì cái miệng bình nó sẽ rộng hơn cái đáy bình. Thì nó có ưu điểm đó là dễ nạp dược liệu và thể dễ tháo dược liệu. Nhưng mà cái nhược điểm đó là bởi vì cái miệng nó rộng cho nên mà dung môi dễ bay hơi. Và thứ hai nữa là khi mà mình đổ dung môi vào thì dung môi có xu hướng là chảy vào giữa bình. Chứ còn còn cái phần dược liệu ở cái gần thành bình này thì nó ít được tiếp xúc với dung môi mới. Có xu hướng là chảy vào giữa bình. Rồi. Đó là hai cái loại bình chiết nhé. Bây giờ mình xem các bước trong phương pháp ngắm kiển. Là các bước trong phương pháp ngắm kiển đó là chuẩn bị dược liệu, làm ấm dược liệu, nạp dược liệu vào bình ngắm kiển, đổ dung môi vào bình ngâm lạnh, sau đó thì rút dịch chiết và kết thúc ngắm kiển. Thì các bạn nhớ thứ tự các bước này nhé, theo cái chiều mũi tên ở đây, được chưa? Rồi, bước thứ nhất nè, chuẩn bị dược liệu. Chuẩn bị dược liệu tức là chúng ta sẽ loại đi những cái tạp chất, những cái bộ phận không dùng hoặc là bộ phận bị hư. Phân chia dược liệu tới kích thước phù hợp. Rồi. Làm ẩm, bước tiếp theo là làm ẩm dược liệu này, làm ẩm dược liệu. Làm ẩm dược liệu. Vậy thì chúng ta sẽ dùng 20 đến 30% dung môi so với lượng dược liệu để làm ẩm dược liệu. Ví dụ cái lượng dược liệu của mình là 1 kg thì mình dùng là 200 đến 300 ml dung môi để làm ẩm 1 kg dược liệu. Thời gian làm ẩm là 2 đến 4 giờ. Rồi, vậy thì mục đích của việc làm ẩm là gì? Mục đích của việc làm ẩm là để cho dược liệu nó không bị nén chặt khi mà chúng ta nạp dược liệu vào bình. Bây giờ các bạn hình dung nhé. Nếu đây cái bình ngắm kiệt đây. Nếu như mà mình nạp cái dược liệu khô vào trong bình. Mình không làm ẩm trước nhé. Mình không làm ẩm trước, mình nạp dược liệu khô vào trong bình. Thì khi mà mình đổ dung môi vào đó, thì dược liệu nó sẽ hút dung môi và nó trương nở lên. Dược liệu nó trương nở nhưng mà cái bình này thì nó không nở được. Cái bình này nó có thể tích cố định, đúng không? Dược liệu nó bị nở lên nhưng mà cái bình này thì vẫn giữ thể tích cố định. Có nghĩa là dược liệu nó sẽ bị nén chặt ở trong đây. Vậy thì khi mà dược liệu bị nén chặt, mình đổ dung môi vào để chiết xuất thì dung môi nó sẽ khó chảy qua cái khối dược liệu này, nó dễ bị tắc cái bình. Cho nên chúng ta cần phải làm ẩm để
dược liệu không bị nén chặt và dung môi không bị xáo trộn, dung môi thấm nhanh và đều vào trong dược liệu. Vậy thì có phải là lúc nào chúng ta cũng phải làm ẩm dược liệu hay không? Thì không phải. Chỉ những cái dược liệu có cấu trúc tế bào và dung môi phân cực thì chúng ta mới cần phải làm ẩm. Bởi vì là chỉ có dung môi phân cực nó mới làm cho dược liệu bị trưng nở, ví dụ như nước, đúng không? Còn dung môi là dầu chẳng hạn thì nó không làm dược liệu bị trưng nở. Đó. Và dược liệu, nếu như mà dược liệu có cấu trúc tế bào thì nó mới hút dung môi vào trong tế bào và nó bị nở lên. Còn nếu như mà dược liệu không có cấu trúc tế bào thì nó sẽ không hút và nó sẽ không không trưng nở. Nó không trưng nở, cho nên chúng ta không làm mà cần làm ẩm nhé. Vậy thì khi mà có hai cái điều này xảy ra, cả hai cái điều này xảy ra thì chúng ta cần phải làm ẩm trước khi nạp dược liệu vào bình. Rồi, bước tiếp theo là nạp dược liệu vào bình. Bây giờ các bạn nhìn lại nhé. Trước khi mà chúng ta nạp dược liệu vào bình, đây này, cái này là dược liệu khô được cho vào trong một cái dụng cụ. Sau đó chúng ta đổ dung môi vào để làm ẩm dược liệu. Mình đổ dung môi vào, mình trộn đều. Sau đó mình đậy kín lại và mình để trong thời gian là 2 đến 4 giờ, 2 đến 4 giờ để cho cái dung môi nó ngấm vào trong dược liệu và nó dược liệu nó trương nở lên. Sau đó chúng ta mới nạp cái dược liệu này vào trong bình. Nhưng mà trước khi nạp dược liệu vào bình thì mình lưu ý đó là chúng ta để một cái cục bông ở đây. Cái bình này thì nó sẽ có cái vòi để rút dịch chiết nhé. Mình sẽ để một cục bông ở đây. Sau đó mình sẽ để một cái tấm giấy lọc hoặc là một cái tấm kim loại có đục lỗ ở phía trên. Rồi. Vậy thì cái tấm giấy lọc và cái cục bông nó có vai trò đó là ngăn không cho dược liệu lọt xuống cái vòi này, tránh làm tắc vòi. Thứ hai nữa, nó là bông, là giấy lọc thì nó có vai trò là lọc, đúng không? Và nó làm cho cái dịch chiết nó trong hơn. Rồi, vậy thì mình đặt bông này, đặt miếng giấy lọc này hoặc là tấm kim loại có đục lỗ. Sau đó mình mới nạp cái dược liệu vào trong bình. Và lượng dược liệu nạp vào trong bình nó chỉ chiếm 2/3 thể tích bình. Mình không nạp đầy nhé, chỉ nạp tới 2/3 thể tích bình. Sau đó mình sẽ cắt một cái miếng giấy lọc phù hợp với cái đường kính ở cái vị trí này. Mình sẽ đặt cái tấm giấy lọc lên đây. Chúng ta gạt bằng mặt dược liệu để cái tấm giấy lọc lên đây. Sau đó chúng ta đè cái vật nặng lên, vật nặng có thể là những cái viên sỏi. Thì cái tấm giấy lọc và cái vật nặng này nó có vai trò đó là để giữ cho cái lớp dược liệu nó không bị xáo trộn khi chúng ta đổ dung môi vào. Rồi. Đó là chúng ta nạp dược liệu vào bình nhé. Rồi bây giờ bước tiếp theo là đổ dung môi vào, đuổi bọt khí. Và bây giờ mình nhìn lại nè. Rồi bây giờ mình nạp xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đổ dung môi vào. Khi đổ dung môi vào thì mình sẽ khóa, mình sẽ mở cái vòi này để mình đuổi bọt khí ở trong này đi. Bởi vì là khi mà mình nạp dược liệu vào thì vẫn có những cái khe hở, và cái khe hở đó cái không khí nó sẽ chiếm. Không khí nó sẽ nằm trong những cái khe hở đó. Bây giờ mình đổ dung môi vào để đuổi hết cái bọt khí ra. Bởi vì nếu như mà mình không đuổi bọt khí thì các bạn hình dung bọt khí nó giống như là cái áo mưa, nó ngăn cản dung môi ngấm vào trong dược liệu. Dung môi không ngấm được vào trong dược liệu thì hiệu quả chiết sẽ không cao. Cho nên mình phải đuổi bọt khí đi. Mình mở cái khóa này, sau đó mình đổ dung môi vào và mình thấy cái phần dịch chảy ra nó không còn những cái bong bóng khí nữa thì mình đậy, mình khóa cái khóa này lại. Mình đổ dung môi ngập bề mặt dược liệu cao 2 đến 3 cm bề mặt dược liệu. Xong đậy nắp bình lại và chúng ta tiến hành ngâm lạnh. Ngâm lạnh tức là ngâm ở nhiệt độ thường nhé. Rồi sau cái thời gian ngâm là 24 đến 48 giờ thì chúng ta rút dịch chiết. Ngâm lạnh rút dịch chiết. Vậy thì cái tốc độ rút dịch chiết sẽ được tính như thế nào? Chúng ta có thể dựa vào cái bảng này để biết được tốc độ rút dịch chiết. Nếu lượng dược liệu bé hơn 1000 gram thì tốc độ rút là 0,5 đến 1 ml một phút. Bé hơn 3000 gram thì là 1 đến 2 ml một phút, hay là bé hơn 10000 gram thì là 2 đến 4 ml một phút.
Hoặc là chúng ta tính tốc độ rút dựa vào công thức là x sẽ bằng k nhân với căn của c. Ở trong đó x là tốc độ rút được tính bằng số giọt trong một phút, c là khối lượng dược liệu và k là hệ số phụ thuộc vào lượng dược liệu. Nếu lượng dược liệu ít thì k bé, lượng dược liệu trung bình thì k là 0,5 mà lượng dược liệu nhiều thì k là 0,75. Vậy thì mình có thể tính tốc độ rút theo hai cách này. Và trong cái quá trình rút dịch chiết, trong quá trình rút dịch chiết thì các bạn phải lưu ý đó là mình phải thường xuyên thêm dung môi mới vào. Mình mở cái khóa này để cho dịch chiết nó chảy ra. Đồng thời mình phải có cái vòi hoặc là mình phải canh để mình thường xuyên thêm dung môi mới vào để làm sao mà dung môi luôn luôn cao hơn bề mặt dược liệu. Nếu như mà bạn để cho cái lớp dược liệu phía trên này nó khô thì thứ nhất là không khí nó sẽ lọt vào, nó cản trở cái quá trình chiết xuất, đúng không? Thứ hai nữa là khi mà bạn để cho cái lớp dược liệu này nó khô thì cái quá trình chiết xuất nó sẽ bị gián đoạn, nó không chiết được liên tục, nó bị gián đoạn và cái hiệu quả chiết nó sẽ giảm đi. Cho nên mở khóa ở dưới để rút dịch chiết, đồng thời phải thêm dung môi mới vào. Vậy thì chúng ta thêm dung môi mới vào để chiết liên tục cho tới khi nào? Cho tới khi là mình chiết hết hoạt chất. Vậy làm sao để mình biết là mình đã chiết hết hoạt chất hay chưa? Thì chúng ta cần phải kiểm tra bằng các phương pháp. Đó là chúng ta có thể định lượng. Định lượng để mình xem là trong dịch chiết còn hoạt chất hay không. Thứ hai đó là mình có thể là nhìn màu sắc. Màu sắc. Thứ ba đó là mình có thể nếm, nếu như mà cái hoạt chất hoặc là cái dung môi nó không độc mình có thể nếm. Đó. Thì đó là những cái cách mà mình kiểm tra. Nhưng mà thông thường thì khi mà cái lượng dung môi dùng để chiết xuất nó gấp 6 đến 7 lần lượng dược liệu thì lúc đó là cái hoạt chất nó cũng đã hết rồi. Chúng ta ngưng, không thêm dung môi mới nữa. Lượng dung môi dùng để chiết nó gấp 6 đến 7 lần lượng dược liệu thì ngưng, không thêm dung môi mới nữa. Được chưa? Thì đó là các bước trong phương pháp ngấm kiệt. Thì chúng ta lưu ý này, trong quá trình ngấm kiệt thì mình không khuấy, không lắc. Không khuấy, không lắc. Trong cái thời gian ngâm lạnh này mình không khuấy, không lắc, và trong quá trình chiết mình cũng không khuấy, không lắc. Đó là cái điểm khác so với phương pháp ngâm. Hồi nãy trong cái sơ đồ của phương pháp ngâm thì trong cái quá trình ngâm là mình có khuấy trộn. Nhưng trong phương pháp ngấm kiệt là không khuấy trộn. Vì sao không khuấy trộn? Bạn thử hình dung xem vì sao không khuấy trộn. Bây giờ đây cái bình ngấm kiệt nó như thế này, bạn đã cho dược liệu vào trong cái bình này rồi, đúng không? Và khi mà bạn cho dung môi vào để bạn chiết thì cái hàm lượng dược chất giữa cái lớp trên và lớp dưới nó đã khác nhau rồi. Cái lớp trên nó được tiếp xúc với dung môi trước, đúng không? Lớp dưới nó tiếp xúc với dung môi sau. Như vậy dược chất ở cái lớp trên này nó sẽ giảm nhanh so với cái hàm lượng dược chất ở cái lớp dưới. Bây giờ bạn cho vào, bạn khuấy hay là bạn lắc cái bình thì làm cho cái lớp dược liệu này trong này nó bị xáo trộn. Thứ hai nữa là khi bạn lắc hay là bạn khuấy thì không khí ở bên ngoài nó sẽ lọt vào, nó cản trở quá trình chiết xuất. Hay là khi mà bạn lắc hay bạn khuấy thì sẽ làm cho cái lớp giấy lọc và cái miếng bông này nó bị bung ra và dược liệu nó lọt xuống cái vòi này, nó làm tắc vỏ. Cho nên trong quá trình ngấm kiệt là mình không khuấy trộn nhé. Phải ưu và nhược điểm của phương pháp ngấm kiệt. Thì phương pháp này có ưu điểm đó là mình chiết kiệt được hoạt chất. Cái phần dịch chiết ban đầu đậm đặc chúng ta có thể để riêng, tốn ít dung môi hơn. Mặc dù là mình thêm dung môi vào thường xuyên để chiết xuất, nhưng mà tổng cái lượng dung môi mà mình dùng nó lại ít hơn so với phương pháp ngâm. Mà cái lượng dược chất chiết được thì lại nhiều hơn. Nhưng mà nhược điểm của phương pháp này đó là nó không phù hợp cho dung môi là nước. Dung môi phù hợp đó là hỗn hợp ethanol nước. Vì sao nó không phù hợp cho dung môi là nước? Bởi vì dung môi nước nó làm cho dược liệu bị trương nở, bị trương nở và làm cho cái bình này có thể là bị tắc, đúng không? Nó không phù hợp cho dung môi là nước.
dung môi dùng để dùng trong phương pháp ngấm kiệt là hỗn hợp cồn nước hay còn gọi là dung dịch cồn. Nó không phù hợp cho những cái dược liệu chứa nhiều tinh dầu, chứa nhiều tinh bột, chất nhầy, gôm. Bởi vì nếu như mà trong dược liệu chứa nhiều những cái tạp chất này, khi chúng ta đổ dung môi vào nó sẽ hút dung môi và nó trương nở lên, nó cản trở cái quá trình chiết xuất, nó làm tắc cái bình. Và phương pháp ngấm kiệt này được áp dụng để bào chế cao này, cồn thuốc chứa những cái hoạt chất độc, hoạt chất mạnh. Thì đó là những cái ưu và nhược điểm của phương pháp ngấm kiệt. Phương pháp ngấm kiệt cải tiến thì chúng ta có các phương pháp, đó là ngấm kiệt phân đoạn, ngấm kiệt ngược dòng, ngấm kiệt dùng áp suất, ngấm kiệt dùng siêu âm. Thì những cái này các bạn đọc nhé, tự đọc ha. Chúng ta so sánh phương pháp ngâm và phương pháp ngấm kiệt. Phương pháp ngâm thì dung môi không di chuyển thường xuyên qua dược liệu. Bởi vì trong phương pháp ngâm là chúng ta đổ dung môi vào, đúng không? Sau đó chúng ta ngâm và mình lại rút dịch chiết ra, sau đó mình đổ tiếp phần dung môi tiếp theo. Thì dung môi nó có được tiếp xúc với dung môi, dược liệu nó được tiếp xúc với dung môi mới, nhưng mà dung môi không có sự di chuyển thường xuyên qua dược liệu. Rồi, trong quá trình ngâm thì có khuấy trộn, và ngâm thì mình sẽ không chiết hết được hoạt chất. Còn trong phương pháp ngâm kiệt thì dược liệu luôn được tiếp xúc với dung môi mới và dung môi nó di chuyển thường xuyên qua dược liệu. Chúng ta thêm dung môi mới vào thì cái lớp dung môi mới mình thêm vào nó cứ di chuyển thường xuyên qua dược liệu, cho nên nó tạo được cái sự chênh lệch áp suất, chênh lệch nồng độ, cho nên nó chiết được nhiều hoạt chất. Trong quá trình ngấm kiệt thì không có khuấy trộn, và phương pháp ngấm kiệt thì chiết kiệt được hoạt chất. Ngấm kiệt tức là chiết kiệt được hoạt chất. Và chúng ta qua một số cái kỹ thuật liên quan đến dạng bào chế bằng phương pháp hòa tan chiết xuất. Trong cả các kỹ thuật đó là ép, lắng, gặm, ly tâm. Ép, thao tác ép dùng để lấy cái phần dịch chiết còn lại trong khối dược liệu. Ví dụ như là khi mà bạn lấy cái dịch chiết thì bạn lấy thu được cái phần dịch chiết rồi, nhưng trong cái bã nó vẫn còn giữ lại một phần dịch chiết, thì mình sẽ ép cái bã đó để mình thu được cái phần dịch chiết còn lại. Lắng, lắng là cái thao tác để các tiểu phân dược liệu lơ lửng trong dịch chiết lắng xuống đáy, sau đó chúng ta gạn cái phần dịch chiết phía trên thì mình sẽ thu được cái phần dịch chiết trong hơn. Gạn là thao tác tách lấy cái phần dịch chiết ra khỏi phần cặn lắng ở dưới đáy. Trong cái trường hợp mà phần rắn nó khó lắng và giai đoạn lắng kéo dài thì các bạn có thể lọc. Lọc để chúng ta loại đi những cái tạp chất nhỏ, nó dễ dàng hơn là chúng ta để lắng. Lắng thì cần phải thời gian rất là lâu. Ly tâm. Ly tâm là thao tác dùng để tách những cái chất lỏng ra khỏi các tiểu phân rắn rất nhỏ trong dịch chiết. Trong dịch chiết có thể là có những cái tiểu phân rắn rất nhỏ mà nó rất là khó lắng. Nó lắng không hoàn toàn. Nó thời gian lắng nó rất là lâu. Vậy thì bây giờ chúng ta ly tâm để làm cho những cái tiểu phân rắn đó nó lắng một cách nhanh chóng. Mình dễ dàng tách cái phần dịch chiết trong ra khỏi cái những cái tiểu phân đó. Làm khô hay là sấy là quá trình tách pha lỏng ra khỏi vật liệu để làm tăng cái hàm lượng chất khô trong vật liệu lên. Mục đích của việc làm khô đó là để bảo quản dược phẩm, ổn định dược chất và thuận tiện trong quá trình bảo quản vận chuyển. Các phương pháp làm khô thì chúng ta có dùng năng lượng mặt trời, dùng chất hút ẩm, dùng không khí nóng và phương pháp đông khô. Cái này các bạn đọc nhé. Rất là dễ thôi nhé. Đó là những cái dụng cụ dùng để làm khô. Và bây giờ chúng ta qua các dạng thuốc được điều chế bằng phương pháp hòa tan chiết xuất. Chúng ta có những dạng sau. Đó là cồn thuốc, rượu thuốc, cao thuốc, thuốc thang, trà thuốc. Cao thuốc và dịch chiết đậm đặc. Cao thuốc này. Cao thuốc thì có nhiều dạng. Đó là cao lỏng, cao đặc, cao khô. Phương pháp điều chế cao thuốc đó là cô hoặc là sấy dịch chiết thu được
trong quá trình chiết xuất. Khi mà chúng ta chiết xuất, mình sẽ thu được dịch chiết. Bây giờ từ cái dịch chiết đó chúng ta loại đi tạp chất, và sau đó chúng ta cô hoặc là sấy để cho dung môi nó bay hơi bớt đi, thì chúng ta sẽ thu được cao thuốc. Đặc điểm của cao thuốc đó là cao thuốc đã được loại một phần hay là toàn bộ tạp chất. Tỷ lệ hoạt chất trong cao nó sẽ cao hơn hoặc là bằng tỷ lệ hoạt chất trong dược liệu. Và cao thì thường là được dùng để làm nguyên liệu, để điều chế những cái dạng thuốc khác. Nhưng mà cao thì cũng có thể dùng trực tiếp. Phân loại cao thuốc thì có thể phân loại theo thể chất, dung môi và theo phương pháp chiết xuất. Cách phân loại thường dùng nhất đó là phân loại theo thể chất, cho nên cái cách này các bạn phải nhớ. Cao lỏng tức là 1 ml cao lỏng tương đương với 1 g dược liệu. Vậy thì bây giờ từ 1 kg dược liệu chúng ta phải thu được 1.000 ml cao lỏng. Cao đặc tức là cái lượng dung môi còn lại trong cao nó phải bé hơn hoặc bằng 20%. Cao khô, lượng dung môi còn lại trong cao phải bé hơn hoặc bằng 5%. Cái này các bạn nhớ nhé. Phân loại theo dung môi thì có cao nước, cao cồn, cao ete, vân vân. Phân loại theo phương pháp chiết xuất thì có cao được điều chế bằng phương pháp ngâm, cao điều chế bằng phương pháp ngấm kiệt. Bây giờ tiến hành điều chế cao thuốc. Đầu tiên chúng ta điều chế dịch chiết bằng cái phương pháp thích hợp, giống như là chúng ta vừa học, có thể là hầm, sắc, ngấm kiệt. Thu dịch chiết rồi, chúng ta sẽ tiến hành loại tạp chất, bao gồm tạp tan trong nước, tạp tan trong ethanol. Tiến hành loại tạp xong rồi, chúng ta tiến hành cô đặc. Cô đặc ở áp suất thường hoặc áp suất giảm. Rồi, và khi mà mình muốn điều chế cao khô, thì sau giai đoạn cô đặc, chúng ta cần phải sấy. Sấy để loại hòa gần như là hoàn toàn dung môi thì chúng ta mới thu được cao khô. Và bước cuối cùng đó là hoàn chỉnh chế phẩm. Tức là chúng ta điều chỉnh cái nồng độ hoạt chất cho nó đúng quy định. Rồi, vậy thì cái bước đầu tiên đó là điều chế dịch chiết thì mình không nói nữa, bởi vì chúng ta đã nói học các phương pháp chiết xuất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói từ cái bước đó là loại tạp chất. Cái tạp thì có tạp tan trong nước và tạp tan trong ethanol. Với tạp tan trong nước thì chúng ta loại bằng cách sau. Cô dịch chiết còn 1 phần 2 đến 1 phần 4 thể tích, sau đó để 2-3 ngày. Vậy thì khi mà bạn cô cho dung môi nó bay hơi bớt đi, thì cái độ tan, tức là cái lượng các chất nó tan được nó cũng giảm đi, đúng không? Lượng các chất tan được nó cũng giảm đi, nó sẽ bị tủa lại. Và bạn để 2-3 ngày thì để cho cái phần tủa nó lắng xuống, sau đó bạn gạn lấy cái phần dịch chiết trong phía trên. Và cái tủa đó thường là tủa tạp chất. Rồi, cách thứ hai đó là cô dịch chiết còn 1 phần 2 đến 1 phần 4 thể tích ban đầu. Sau đó bạn cho đồng thể tích ethanol vào. Chúng ta khuấy, để lắng, sau đó gạn và lọc. Vậy thì những cái tạp tan trong nước là gì? Đó là gom pectin chất nhầy. Mà ethanol thì nó lại có tính chất là làm đông vón ethanol về, làm đông vón gom pectin chất nhầy, đúng không? Cho nên chúng ta cô để cho nước nó bay hơi bớt đi. Sau đó chúng ta thêm ethanol vào. Ví dụ như là bạn cô còn còn lại là 500 ml dịch chiết, thì bây giờ bạn sẽ thêm 500 ml ethanol vào. Thì ethanol nó sẽ làm tủa gom pectin chất nhầy, và sau đó bạn để lắng, gạn và chúng ta lọc, mình sẽ thu được cái dịch chiết trong. Cho sữa vôi vào, cho sữa vôi vào. Thì trong cái dịch chiết nước có hoạt chất và tạp chất. Khi mà chúng ta đưa pH của cái dịch chiết về pH kiềm thì cả hoạt chất và tạp chất nó đều bị tủa. Nhưng mà sau đó chúng ta đưa pH về pH axit, thêm axit vào á, để đưa về pH axit thì hoạt chất nó sẽ tan trở lại, nhưng mà phần lớn là tủa nó không tan trở lại. Vậy thì lợi dụng cái tính chất đó, chúng ta cho sữa vôi vào để làm tủa, để tạo tủa, sau đó cho axit vào thì hoạt chất nó tan lại nhưng mà tạp chất nó không tan lại, và chúng ta sẽ để lắng và gạn lấy cái phần dịch chiết trong.
Đó là ba cách loại tạp tan trong nước. Loại tạp tan trong ethanol, tạp tan trong ethanol đó là những cái chất béo. Vậy thì chúng ta dùng nước axit, dùng paraffin rắn, dùng bột tang ethyl chloroform để loại. Rồi bây giờ sau khi loại được tạp rồi, chúng ta tiến hành cô đặc. Nguyên tắc cô này, nguyên tắc cô đó là cô ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn và cô dịch chiết loãng trước, dịch chiết đậm đặc sau, để hạn chế ảnh hưởng tới hoạt chất. Phương pháp cô đó là cô áp suất thường nếu như mà hoạt chất nó bền với nhiệt, và cô áp suất giảm nếu hoạt chất kém bền với nhiệt. Rồi sau khi mà mình cô xong, mình có thể sấy để loại gần như là hoàn toàn dung môi để được cao khô. Hoàn chỉnh chế phẩm, chúng ta sẽ định lượng hàm lượng hoạt chất xem là hàm lượng nó đạt yêu cầu hay chưa. Nếu nó chưa đạt thì chúng ta phải điều chỉnh. Trong trường hợp tỷ lệ hoạt chất thấp hơn quy định thì chúng ta sẽ cô tiếp để loại bớt đi dung môi, để làm cho cái cao nó đặc lại thì cái hàm lượng dược chất nó sẽ tăng lên đó, hoặc là chúng ta thêm những cái cao có hàm lượng dược chất cao hơn vào để chúng ta điều chỉnh. Còn trong trường hợp mà tỷ lệ hoạt chất cao hơn quy định thì bây giờ chúng ta cần phải pha loãng ra. Nhưng mà mình pha loãng bằng cách nào? Nếu nó là cao lỏng thì chúng ta dùng dung môi chiết xuất để pha loãng. Nếu nó là cao mềm, cao đặc thì chúng ta dùng bột dược liệu hoặc là glycerin để pha loãng. Còn nếu nó là cao khô, chúng ta dùng các loại bột trơ, ví dụ như là tinh bột, lactose, gluco hoặc là magie oxide để pha loãng. Sau đó thêm chất điều hương, điều vị vào để bảo quản. Thêm chất điều hương, điều vị và chất bảo quản vào. Kiểm tra chất lượng của cao thuốc. Thì về cảm quan thì mỗi loại cao nó cần phải có màu sắc, mùi vị tương đương với cái dược liệu dùng để điều chế cao. Về độ tan thì yêu cầu 1 gram cao lỏng phải tan hoàn toàn trong 20 ml dung môi dùng để chiết xuất. Tỷ lệ cắn khô thì tùy ha. Rồi cái lượng bị mất do sấy thì đối với cao đặc, lượng bị mất do sấy không được quá 20%. Và với cao khô, lượng bị mất do sấy không được quá 5%. Bởi vì khi mà sấy nó sẽ bị mất, mất là mất cái gì? Mất dung môi, đúng không? Vậy thì cao đặc tức là cái lượng dung môi còn lại trong cao không quá 20%. Vậy thì khi sấy, cái lượng bị mất nó cũng không được quá 20%. Tương tự, cao khô tức là lượng dung môi còn lại trong cao không được quá 20%. Cho nên khi sấy cái lượng bị mất nó cũng không được quá 20%. Đây, dịch chiết đậm đặc. Mình vừa học xong cao thuốc nhá. Bây giờ qua cái phần tiếp theo đây là dịch chiết đậm đặc. Dịch chiết đậm đặc thì thường là chế phẩm trung gian dùng để pha chế những cái chế phẩm khác. Người ta thường dùng dịch chiết đậm đặc để pha chế siro thuốc hoặc là trà thuốc. Và để pha siro, pha trà từ dịch chiết đậm đặc thì chúng ta thực hiện theo công thức này. Pha siro thuốc thì mình lấy một phần thể tích dịch chiết phối hợp với 9 phần thể tích siro đơn thì được siro thuốc. Pha trà thuốc thì lấy một phần thể tích dịch chiết phối hợp với 9 phần thể tích nước cất thì được trà thuốc. Và khi mà chúng ta pha chế như vậy thì nó có ưu điểm đó là nhanh, dễ dàng. Vậy thì cái công thức này các bạn phải nhớ nhé. Rồi. Cái chế phẩm tiếp theo đó là cồn thuốc, rượu thuốc và thuốc chế phẩm mới. Cồn thuốc là những cái chế phẩm lỏng được điều chế bằng cách đó là ngâm chiết dược liệu hoặc là hòa tan cao thuốc, dược chất theo tỷ lệ quy định trong ethanol ở các nồng độ khác nhau. Vậy thì cồn thuốc được điều chế bằng hai cách. Thứ nhất đó là ngâm chiết dược liệu bằng ethanol, đúng không? Hoặc là hòa tan cao thuốc, dược chất vào ethanol thì chúng ta được cồn thuốc. Phân loại thì có ba cách, đó là phân loại theo thành phần nguyên liệu thì có cồn thuốc đơn và cồn thuốc kép. Cồn thuốc đơn là được điều chế từ một loại dược liệu, cồn thuốc kép thì được điều chế từ nhiều loại dược liệu.
phân loại theo nguồn gốc thì có cồn thuốc thảo mộc, cồn thuốc động vật. Phân loại theo phương pháp điều chế thì có cồn được điều chế bằng phương pháp ngâm lạnh, ngấm kiệt, hòa tan, vân vân. Dược liệu và dung môi dùng để điều chế cồn thuốc. Dược liệu cần phải đạt các tiêu chuẩn về độ ẩm, hàm lượng và tạp chất. Và dược liệu cần phải phân chia tới kích thước phù hợp. Nếu chúng ta dùng dung môi là cồn thấp độ thì mình phân chia thô. Hôm trước mình có 5 cỡ dược liệu nha các bạn, 5 cỡ. Đó là thô, nửa thô, nửa mịn, mịn và rất mịn. Mịn và rất mịn. Thì làm mình có 5 cỡ như vậy. Thì nếu như mình dùng dùng cồn thấp độ thì mình phân chia thô. Cồn thấp độ tức là lượng nước ở trong cồn còn nhiều, lượng nước ở trong cái dung dịch cồn này nó còn nhiều. Cho nên mình phân chia thô. Còn nếu như mà mình phân chia mịn thì nước nó làm cho dược liệu bị trương nở nhiều, rồi nước nó lại chít được nhiều tạp, cho nên chúng ta chỉ phân chia thô để dược liệu ít bị trương nở và dịch chít thu được ít tạp. Nếu mình dùng phương pháp đó là phương pháp ngấm kiệt thì mình phân chia dược liệu tới là cỡ là bột nửa mịn, bột nửa mịn, để dung môi dễ ngấm vào trong dược liệu, dung môi dễ ngấm vào dược liệu, chít chít được nhiều hoạt chất, chít được nhiều hoạt chất và dược liệu nó không lọt vào trong cái vòi 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 để làm tắc cái bình. Đấy, các bạn nhớ cái chỗ này nhé. Dung môi ở đây chúng ta đang điều chế cồn thuốc cho nên dung môi tất nhiên phải là ethanol rồi, đúng không? Ethanol dược dụng có nồng độ thích hợp. Và nồng độ ethanol như bao nhiêu là phù hợp thì chúng ta có cái bảng này. Hồi nãy cô nói rồi, không nói lại nữa. Kỹ thuật điều chế cồn thuốc đơn. Cồn thuốc đơn là cồn thuốc được điều chế từ một loại dược liệu. Thì chúng ta ngâm chiết dược liệu bằng phương pháp thích hợp hoặc là hòa tan cao thuốc dược chất theo tỷ lệ quy định vào trong cái dung dịch cồn. Chúng ta có những cái loại cồn thuốc như là cồn cánh kiến được điều chế bằng phương pháp ngâm lạnh, cồn quế, cồn ô đầu điều chế bằng phương pháp ngấm kiệt, cồn mã tiền được điều chế bằng phương pháp hòa tan. Đó. Chúng ta dùng phương pháp ngâm chiết thích hợp. Rồi. Vậy thì cái tỷ lệ mà chúng ta điều chế được cồn thuốc là như thế nào? Nếu là dược liệu thường thì một phần dược liệu phải thu được 5 phần cồn thuốc. Ví dụ chúng ta điều chế cồn từ 1 kg dược liệu thì từ 1 kg dược liệu thường này phải thu được 5 lít cồn thuốc. Còn nếu nó là dược liệu độc thì một phần dược liệu phải thu được 10 phần cồn thuốc. Tức là chúng ta dùng cái lượng dung môi nó nhiều lên để pha loãng cái nồng độ dược liệu độc đi. Pha loãng cái hàm lượng dược chất độc. Thì cái chỗ này các bạn phải nhớ được cái hai cái công thức này. Ví dụ người ta hỏi này, điều chế cồn thuốc từ dược liệu là ô đầu thì một phần dược liệu phải thu được mấy phần cồn thuốc? Thì ô đầu nó là dược liệu độc, đúng không? Vậy thì một phần dược liệu phải thu được 10 phần cồn thuốc. Hay người ta hỏi điều chế cồn thuốc từ quế, dược liệu là quế thì một phần dược liệu phải thu được 5 phần cồn thuốc. Nhớ hai công thức này. Bảo quản cồn thuốc. Khi mà bảo quản cồn thuốc thì có thể xảy ra các hiện tượng như là lắng cặn, biến đổi màu. Lắng cặn thì có thể là do cái tạp mà nó tan vào dung môi, các bạn chưa loại hết tạp. Thì khi chúng ta bảo quản trong thời gian, theo thời gian thì cái tạp đó nó sẽ lắng xuống. Biến đổi màu. Biến đổi màu có thể là ban đầu thì màu nó đậm bởi vì là do cái tạp nó lơ lửng trong dung môi. Nhưng bây giờ cái tạp nó lắng xuống rồi thì màu nó sẽ nhạt hơn. Hoặc là do bạn đậy nắp không kỹ cho nên dung môi nó bay hơi đi thì làm cho cái màu nó đậm đặc hơn. Màu nhạt hơn cũng gặp mà màu đậm hơn cũng gặp. Vì mình gặp trường hợp nào thì mình phải giải thích được trường hợp đó. Rồi, vậy thì chúng ta bảo quản trong bao bì kín tránh ánh sáng để ở nơi mát. Và trong trường hợp nếu chúng ta gặp những cái hiện tượng như lắng cặn biến đổi màu thì mình sẽ kiểm tra lại lọc loại bỏ tủa. Nếu như mà nó đạt yêu cầu thì mình vẫn có thể dùng tiếp chứ không phải là mình thấy cái hiện tượng lắng cặn hay là biến đổi màu là mình bỏ đi nhé. Mình kiểm tra lại, nếu nó đạt yêu cầu thì mình vẫn dùng được, vẫn có thể dùng.
À, về cảm quan thì cồn thuốc cần phải có màu sắc mùi vị tương đương với cái dược liệu mà chúng ta dùng để điều chế. À, tỷ trọng thì cồn thuốc phải có tỷ trọng nằm trong khoảng là 0,87 đến 0,98 gam trên ml. À, hệ số vẫn đục. À, các bạn đọc kỹ cái chỗ này nhé. Hệ số vẫn đục. Hệ số vẫn đục là lượng nước thêm vào 10 ml cồn và làm cho cồn nó bị vẫn đục. Ví dụ, hệ số vẫn đục của cồn cánh kim trắng là 1 đến 2, nghĩa là thêm 1 đến 2 ml nước vào 10 ml cồn cánh kim trắng thì làm cho cồn cánh kim trắng bị vẫn đục. Hay là hệ số vẫn đục của cồn quế là 5 đến 6, nghĩa là thêm 5 đến 6 ml nước vào 10 ml cồn quế thì làm cho cồn quế bị vẫn đục. Đó. Thì không yêu cầu các bạn nhớ những con số này nhưng yêu cầu bạn hiểu ý nghĩa của nó. Vậy thì để hiểu ý nghĩa của nó thì bạn phải học thuộc cái định nghĩa này. Hệ số vẫn đục là lượng nước cất thêm vào 10 ml cồn thuốc và làm cho cồn bị vẫn đục. Nhớ cái chỉ tiêu đó nhé. Những cái chỉ tiêu còn lại thì đọc. Tài dụ thuốc. Dụ thuốc là những chế phẩm lỏng có mùi thơm vị ngọt. À, cái mùi thơm vị ngọt này là do chúng ta thêm chất điều hương điều vị vào chứ không phải là tự nhiên mà nó có. À, nó cũng có thể là có mùi thơm nếu chúng ta điều chế từ những cái dược liệu có tinh dầu. Nhưng mà cái mùi thơm đó nó thường là nhẹ thôi. Để cho có được cái mùi thơm mạnh để mình uống dễ uống, mùi thơm mạnh dễ uống thì mình thêm cái chất điều hương điều vị vào. Được điều chế bằng cách đó là ngâm dược liệu trong ethanol loãng. À, lưu ý nhá. Dụ thuốc chúng ta thường dùng bằng cách là uống. Cồn thuốc thì thường dùng là xoa ở bên ngoài, cho nên người ta không quy định nồng độ cồn. Nhưng dụ thuốc thì thường dùng bằng cách uống, cho nên chúng ta có quy định nồng độ cồn nhé. À, thường điều chế bằng cách là ngâm dược liệu trong ethanol loãng. Và cái nồng độ ethanol không được quá 45% để mình uống được. Thành phần thì gồm dược liệu và dung môi. À, dung môi là ethanol hoặc là rượu được nấu từ ngũ cốc. Các chất phụ là đường, mật ong, chất làm thơm, chất tạo màu để tạo cái mùi vị màu sắc hấp dẫn. Ai chuẩn bị nguyên liệu và dung môi, sau đó chúng ta chiết xuất bằng phương pháp phù hợp. À, sau khi chiết xong mình thu được dịch chiết. À, mình thu được dịch chiết xong rồi thì mình tiến hành loại tạp. Loại tạp xong rồi thì bây giờ mình pha rượu này, thứ tự pha rượu này. Phối hợp dịch chiết có độ cồn gần nhau trước. À, ví dụ bạn có 3 loại dịch chiết. Dịch chiết A nồng độ cồn 70, dịch chiết B nồng độ cồn 50, dịch chiết C nồng độ cồn 30. Vậy thì khi mà phối hợp 3 cái dịch chiết này để tạo thành rượu thì chúng ta cần phải phối hợp dịch chiết có độ cồn gần nhau trước. Bạn phối hợp 70 với 50, sau đó bạn thêm dần 30 vào. Hoặc ngược lại, bạn phối hợp 30 với 50, sau đó bạn thêm dần 70 vào. À, chúng ta cần làm như vậy, cần làm theo nguyên tắc như trên để tránh cái độ cồn nó bị thay đổi một cách đột ngột và dược chất nó có thể bị tủa lại. Nếu như bạn phối hợp 70 với 30 thì độ cồn nó sẽ bị thay đổi đột ngột và hoạt chất nó có thể bị tủa. Vì vậy, chúng ta phải phối hợp những cái dịch chiết có độ cồn gần nhau trước để tránh dược chất bị tủa. À, thêm đường mật ong siro vào, thêm các chất điều hương vào, chất tạo màu vào. Sau đó điều chỉnh độ cồn tới là 20 đến 30% vào. Ba, điều chỉnh độ cồn đạt đến nồng độ là 20 đến 30% để dễ uống. À, trộn để lắng 1 đến 2 ngày. Sau đó gạn lấy cái dịch trong và đóng chai dán nhãn. Thì trong cái định nghĩa người ta quy định là nồng độ ethanol trong rượu thuốc không được quá 45%. Nhưng mà trên thực tế thì để dễ uống thì chúng ta pha cái nồng độ là 20 đến 30% để dễ uống. À, đây là người ta so sánh rượu thuốc được điều chế bằng ngâm lạnh và ngâm nóng. Thì các bạn đọc thôi nhé. À, yêu cầu chất lượng với rượu thuốc. À, thì trong những cái yêu cầu này bạn nhớ đó là hàm lượng ethanol trong rượu thuốc không được quá 45%. Rồi, thuốc chế phẩm mới.
thuốc chế phẩm mới là dịch chiết thảo mộc đã tinh chế, tức là đã được loại bỏ hoàn toàn tạp chất, giữ lại toàn bộ hoạt chất và chất hỗ trợ. Nó có tác dụng dược lý giống như là dược liệu thiên nhiên nhưng ổn định hơn, bảo quản được lâu hơn. Vì sao? Bởi vì nó đã được loại đi toàn bộ tạp chất. Và có thể dùng uống, dùng tiêm, nhớ cho cô nhé, có thể tiêm được vì nó đã được loại đi toàn bộ tạp chất. Còn nãy giờ chúng ta học đó là cao thuốc này, rượu thuốc này, cồn thuốc, những cái dạng đó là không tiêm được bởi vì nó chưa được loại hoàn toàn tạp chất và nó chưa được tiêu chuẩn hóa. Nó chưa được tiêu chuẩn hóa. Còn thuốc chế phẩm mới là đã được loại hoàn toàn tạp chất và đã được tiêu chuẩn hóa cho nên có thể tiêm được. Nhớ cho cô. So với cao thuốc cồn thuốc thì nó tinh khiết hơn và khắc phục được những cái nhược điểm của cao thuốc cồn thuốc. Tác dụng dược lý ổn định, được tiêu chuẩn hóa bằng tác dụng sinh học hoặc là nồng độ hoạt chất. Thì đó là thuốc chế phẩm mới. Vậy thì bài hôm nay cô đã giảng xong rồi. Thì bây giờ chúng ta ngừng, chúng ta nghỉ ngơi một chút để chốc nữa chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. 11 giờ 5 phút cô sẽ mở cái bài kiểm tra. Và các bạn sẽ làm. Mình sẽ có 20 câu hỏi. Các bạn làm trong 15 phút và chỉ làm một lần thôi. Mỗi người được làm một lần. Các bạn có hỏi thêm gì không? Cô ơi, có được quay lại câu hỏi không cô? Giống như mình làm xong rồi mình quay lại. Hình như được đấy các bạn ạ. Tại tại vì cô cũng hình như được đó. Còn gì nữa không các bạn ơi? Dạ cô ơi. Em ở trên hệ thống LMS đó vẫn chưa có add cái môn học vô cho em á, nên là tuần này em chắc em chưa có làm kiểm tra được đó cô. Còn có nhiều bạn như vậy không? Có nhiều bạn như vậy không? Nếu như mà lớp trưởng thống kê cho cô nhé, lớp trưởng thống kê cho cô xem là có bao nhiêu bạn như vậy. Vậy thì nếu như mà những cái bạn đó thì tuần sau các em phải tìm cách nào đó để các bạn được ép vào danh sách để mình làm bài được thì cô sẽ mở mở bài cho các bạn làm, nhưng mà các bạn lưu ý là câu hỏi thì nó có thể là nó khác so với các bạn làm bài tuần này. Nhưng mà nội dung là vẫn vẫn những bài Nhưng mà nội dung thì ôn tập thì vẫn là những cái bài đó, nhưng mà câu hỏi thì nó khác. đó. Dạ, rồi em cảm ơn cô ạ.